Thưa quý vị, sau đây là tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phan Quảng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Phan Quảng sinh ngày 23 tháng 8 năm 1969 tại Hải Phòng, có hóa trình độ tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Phan Quảng. Trước tháng 8 năm 2012, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng. Tháng 8 năm 2012, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng. Tháng 9 năm 2014, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự vụ 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tháng 5 năm 2015, Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phúc thẩm 3 tháng 6 năm 2015, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 9 năm 2015, thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm 2017, điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế vụ 3 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam. Tháng 9 năm 2018, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 16 tháng 10 năm 2018, được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 12 năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và dự chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa 21, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 21 tháng 10 năm 2020, Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lương Quyển Bình Triết sinh ngày 15 tháng 10 năm 1976 tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Có trình độ chuyên môn, thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư công nghệ Silicat. Quá trình công tác của đồng chí Lương Quyển Bình Triết. Trước tháng 2 năm 2013, thành ủy viên bí thư thành đoàn Đà Nẵng. Tháng 2 năm 2013 đến tháng 3 năm 2016, thành ủy viên bí thư của ủy Liên Chiểu, tháng 3 năm 2016 đến tháng 11 năm 2017, thành ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng. Tháng 11 năm 2017 đến tháng 1 năm 2020, thành ủy viên, chánh văn phòng thành ủy Đà Nẵng. Tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020, ủy viên ban thường vụ thành ủy, bí thư của ủy Hải Châu, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 21 tháng 10 năm 2020, Tại đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 12 năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân chân, chân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026.